Chiều ngày 14 tháng 3, Chi đoàn Thanh niên báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp cùng Chi đoàn Thanh niên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Cùng em đến trường 2023 tại xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, đồng chí Đặng Thanh Phong, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Phúc Bền, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức. Cùng đến dự có các đồng chí ủy viên ban biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức và huyện đoàn Mỹ Đức. Cùng em đến trường 2023 là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Chi đoàn báo Tuổi trẻ Thủ đô, Chi đoàn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và các đơn vị đồng hành phối hợp thực hiện nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hôm nay các em học sinh của đơn vị trường trung học cơ sở Hùng Tiến đón nhận sự quan tâm các đồng chí lãnh đạo của báo Tuổi trẻ Thủ đô, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố và các nhà hảo tâm đã trực tiếp về với nhà trường, về với học sinh thanh thiếu nhi của huyện Mỹ Đức để trao những món quà rất là ý nghĩa. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 chiếc xe đạp thống nhất và 30 suất quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá quà tặng là 85 triệu đồng. Em chỉ nói là bố mẹ ơi, hôm nay con được nhận nhà trường phát cho một chiếc xe đạp và một quà nhỏ. Bố con thì bị khuyết tật, còn mẹ con thì ở nhà làm ruộng, thì rất vui ạ. Chưa, về con sẽ khỏe. Trong thời gian tới, Chi đoàn Thanh niên báo Tuổi trẻ Thủ đô, Chi đoàn Thanh niên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt động để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chung của hai đơn vị trong việc xây dựng các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng,